xâm hàng nhiệt độ để xin chào các bác. Mấy hôm nay thời tiết nóng nực như này, các bác mua điều hòa rất là nhiều nhé. Ngày nào em cũng đóng đi 5-7 thùng hàng máy điều hòa một cục để phục vụ các bác ạ. Còn các bác ở tỉnh rất là xa, các bác ở Yên Bái này, các bác Đồng Nai, các bác này Hải Dương, ở đây thì là Quảng Ngãi, ship toàn quốc các bạn, đây Đà Nẵng này, gửi đi các tỉnh thành nhé. Bây giờ em tiếp tục lên sóng tiếp một con điều hòa một cục Corona. Chung là máy này nó lắp đặt rất tiện, cắm điện là chạy thôi, máy sử dụng điện 100V. Tình trạng thì vỏ vẫn nguyên, vỏ nguyên thì nó sẽ màu như này các bác nhé. Các bác lưu ý là như vậy, vỏ nguyên thì nó sẽ màu mè như này. Hàng bãi thì mình để vỏ nguyên thôi, cứ để có con thì để nguyên, con thì sơn. Cho các bác nào thích kiểu gì thì bán theo kiểu đấy thôi. Hình thức hàng bãi thì nói chung nó cũng gọi là phiên phiến thôi ạ. Chứ còn hàng bãi thì cũng để được đẹp xuất sắc thì nó cũng khó. Con này Corona đi kèm điều khiển đa năng các bác nhé. Điều khiển này thì các bác hoàn toàn có thể mua được ở bất kỳ đâu. Đấy, khi các bác mua xong về các bác cài cái mã cho em 760 là được. Đấy, mã 760 các bạn là máy nó nhận nhé. Điều khiển này mua có 50.000 thôi. Cái máy này cái cửa gió nó độ lạnh ra rất là sâu, ra bứt tay luôn đấy ạ. Dao động khoảng 15 đến 20 độ C, tùy vào thời tiết và tùy vào từng con. Con này thì có hệ thống tưới tiêu nước tự động luôn, không phải là ống thoát nước. Con này em để mã 64, số 64 các bác nhé. Em bán là 3.6 triệu đi kèm điều khiển đa năng, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước em 500.000 nhé, nhận hàng thì thanh toán nốt. Giá 3.6 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Chào các bác.